Nhật nào? Nói chuyện rất giống bác Nhật. Nhật nào? Bố vừa đào ấy. Điều giờ ra đây thật. Giờ đi vợ khó lắm cháu ạ. Giờ chú có con nó khác thì... Sữa, sữa ấy mà. Đủ sữa thì nói làm gì chị? Tháng trước tính sơ sơ nó hết mười mấy triệu. Tháng trước là kiểu như cả tiền sữa, cả bỉm, cả tiêm các kiểu. Tiêm mất tiền nữa. Hả? Tiêm có mất tiền nữa kìa. Tiêm người ta mẹ mất 3 triệu thì bảo không mất tiền. Tiêm phòng nhà nước phải có trách nhiệm và nghĩa vụ trong cho các mầm non. Có trách nhiệm. Có trách nhiệm nhưng mà nó sẽ không tốt bằng ngoài tiêm dịch vụ. Đúng lúc đuối kém này tòi thằng con dài.